Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày trên kênh Tin Mới. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ chương trình. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chi tiết. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị, vấn đề đập Tam Hiệp sắp vỡ đang dậy sóng trên mạng, nhất là ở vùng hạ lưu đập Tam Hiệp. Người dân lo sợ cơn ác mộng sẽ thành hiện thực. Gần đây, một bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội với chú thích sông Hoàng Phố ở Thượng Hải sắp làm ngập bờ kè và mực nước hiện cao hơn mặt đường. Trong những ngày qua, nhiều người nhận được một bức ảnh với dòng chữ sông Hoàng Phố ở Thượng Hải sắp xả lũ, mực nước dâng cao hơn mặt đường, tất cả các cửa đều xả lũ hết và tình hình đang ở trong tình trạng nguy kịch, nhưng tôi vẫn không thấy trên Weibo thông tin về việc này. Đính kèm bên dưới là một bức ảnh chụp trên không của bến Thượng Hải, ảnh bên phải là sông Hoàng Phố, quả thực mực nước rõ ràng là cao, bên trên vẫn có thuyền bè qua lại. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy bên trái sông Hoàng Phố có một dãy xám xịt là nơi tham quan thường thấy, chính là nơi mà các vị khách đã theo dõi cảnh đêm trên bến Thượng Hải. Chỉ cần nhìn từ các bức ảnh, nơi có thể nhìn thấy cảnh đêm đã cao gần bằng mặt nước của sông Hoàng Phố. Những bức ảnh liên tục được truyền đi giữa các phần mềm xã hội. Điều này đã từng khiến cho nhiều người lo lắng sự an toàn của người thân và doanh nhân Đài Loan ở Thượng Hải. Những người sống ở Thượng Hải nên chú ý khi gửi ảnh trực tiếp, thậm chí có người còn dùng sự hài hước để xoa dịu không khí căng thẳng. Họ nhờ bạn bè ở Thượng Hải chuẩn bị phao và đồ bơi chỉ vì họ lo lắng rằng nếu sông Hoàng Phố có lũ thực sự, bờ bao Thượng Hải sẽ tồi tệ nhất Thượng Hải. Bến Thượng Hải phồn hoa, Nam Kinh Đông, đường đi bộ trở thành một thị trấn nước. Lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam Trung Quốc, chính quyền huy động lực lượng không quân cứu trợ thiên tai. Miền Nam Trung Quốc hiện đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng. Theo hãng thông tấn Trung ương, tính đến nay 22 tỉnh ở Trung Quốc đã hứng chịu lũ lụt trong năm nay. Với dân số 59,43 triệu người, 364 người chết, 147 người mất tích, 339.000 ngôi nhà bị sập và thiệt hại trực tiếp về kinh tế khoảng 66,5 tỷ nhân dân tệ. Thông tấn xã Trung Quốc dẫn lời Tổng văn phòng Quốc phòng Trung Quốc cho biết, Trung Quốc đã chuyển tổng cộng 3,68 triệu người đến các khu vực bị đe dọa trước thời hạn. Kể từ giữa tháng 7, lượng mưa lớn liên tục ở khu vực phía Nam đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho Trung Quốc. Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Quốc phòng và Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, lượng mưa lớn xảy ra đến nay đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng tại 10 tỉnh miền Nam gồm Giang Tây, Phúc Kiến, Hồ Nam, làm 199 người thiệt mạng và 123 người mất tích do thảm họa. 2,376 triệu người phải di chuyển, 195.000 ngôi nhà bị sập, thiệt hại kinh tế trực tiếp là khoảng 42,1 tỷ nhân dân tệ. Từ 8 giờ sáng thứ hai đến 8 giờ sáng thứ ba, mưa lớn và mưa lớn cục bộ đã xảy ra ở Nam Chiết Giang, Tây Phúc Kiến, Nam Giang Tây, miền Trung và Bắc Quảng Đông. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, sông Phu Huê và Giang Giang ở Giang Tây đã trải qua những trận lũ lụt thảm khốc vượt quá kỷ lục lịch sử. Ngoài ra, mực nước của đoạn sông Mô Châu, một nhánh của sông Tây Giang lại vượt mức cảnh báo. Và các con sông như Trung và Hạ Lưu, sông Tương Giang và Lượng Lưu, sông Tiền Đường đã vượt qua mức cảnh báo. Theo thông tin từ báo chí Trung Quốc, vào khoảng 18 giờ 30 phút, đê Sinh Khai ở hữu ngạn dòng chính sông Phu Huê ở Giang Tây bị vỡ với chiều dài khoảng 60 mét. Nước sông Phu Huê dâng cao gây nguy hiểm trực tiếp cho Hạ Lưu, thị trấn Lưu Ô Gen, thị trấn Lưu Hu, thị trấn Trang Cai và thị trấn Yusan. Có 41 ngôi làng bị ảnh hưởng với tổng dân số 150.000 người, 100.000 người bị ảnh hưởng và 65.000 người bị bao vây bởi lũ lụt. Đến 2 giờ ngày hôm qua, chiều dài của vết nứt mở rộng khoảng 300 mét, sau đó mở rộng lên 400 mét. Hiện tại, đoạn Trang Cai của quốc lộ 316 vẫn chưa thể tiếp cận được và đoạn Fuju của Fengyin Expressway đang ở trạng thái có thể đi qua được. True Reuters cũng đưa ra tin tức từ Bắc Kinh cho rằng 145.000 cư dân địa phương đã bị đe dọa khi đê bao Trang Cai ở sông Phu Huê ở Giang Tây bị vỡ vào cuối thứ hai khi mưa xối xả tiếp tục đổ bộ. Được biết, tỉnh Giang Tây đã tiến hành công tác chống lũ lụt và cứu hộ khẩn cấp, đồng thời chuyển các cư dân gần kè Trang Cai. Khoảng 35.000 người đã được di chuyển đến nơi an toàn và 1.200 người mắc kẹt đã được giải cứu. Tân Hoa Xã đưa tin, hiện tại không có báo cáo thương vong. Thông tấn xã Trung Quốc đưa tin, nhiều sĩ quan và binh sĩ cảnh sát vũ trang đang sử dụng bao cát và các vật liệu khác để ứng cứu khẩn cấp. Bộ Nội vụ cho biết những trận mưa lớn gây ra lũ lụt ngập úng đất canh tác, làm gián đoạn giao thông và thông tin liên lạc, đồng thời buộc hơn 1,7 triệu người phải di rời. Dự báo sẽ có mưa lớn trong những ngày tới. Theo thông tấn xã Trung ương, một con sông ở Phúc Châu, tỉnh Giang Tây đã vỡ bờ vào đêm qua và thảm họa nghiêm trọng.
5 chiếc máy bay vận tải lớn để vận chuyển các vật liệu cứu sinh như xuồng cao su và xăng dầu đến khu vực thiên tai. Thông tấn xã Trung Quốc cho biết, đê Fuke Dingkai ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Giang Tây bị vỡ, đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của 145.000 người ở 5 thị trấn hạ lưu. Quân dân địa phương đã đầu tư cho cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai và rất cần vật liệu cứu sinh như xuồng cao su. Tin cho hay, theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Phòng chống lụt bão và hạn chế sự cố, được sự đồng ý của Bộ Tổng tham mưu, Quân chủng Không quân đã khẩn trương điều động 5 máy bay vận tải cỡ lớn 276 đến thực hiện nhiệm vụ vận chuyển vật tư cứu sinh. Tư lệnh Không quân Su Kiang Li và Chính ủy Không quân Deng Changgu yêu cầu lực lượng không quân phát huy hết lợi thế kỹ thuật của các dịch vụ quân sự và nỗ lực hết sức để chống lũ lụt. Lực lượng không quân quốc gia đã khẩn cấp vận chuyển tổng cộng 77,4 tấn vật liệu cứu sinh đến khu vực thảm họa ở Phúc Châu. Quân khu Nam Kinh đã điều động hơn 800 sĩ quan và binh sĩ đến vùng thiên tai để cứu hộ, cứu trợ. Nước láng giềng phía nam của Trung Quốc, Đông Bắc Bangladesh cũng bị ảnh hưởng bởi những trận mưa xối xả gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Ít nhất 55 người thiệt mạng và 150.000 người bị lũ lụt bao vây. Các quan chức ở vùng Sihet của Bangladesh nói với AFP rằng lũ lụt đã phá vỡ các con đê và làm ngập hàng nghìn mẫu đất nông nghiệp và một số lượng lớn nhà cửa sau nhiều tuần mưa lớn. Ông nói, trong khu vực hành chính của chúng tôi có ít nhất 36.000 gia đình và khoảng 150.000 người đang bị mắc kẹt bởi trận lũ này. Và cho biết mực nước vẫn đang dâng cao không chỉ gây thiệt hại lớn về mùa màng mà còn có thể bị cắt đứt thông tin liên lạc với nhiều vùng. Ngoài ra, lũ lụt ở Brazil cũng khiến ít nhất 39 người thiệt mạng. Các bang Alagoas và Pernambuco ở đông bắc Brazil đã hứng chịu mưa lớn trong nhiều ngày. Thống đốc bang Alagoas cho biết do mưa lớn, hơn 1.000 người đã mất tích và ít nhất 39 người đã thiệt mạng. Còn số này có khả năng tăng nhanh. Trận lũ lụt một lần trong đời ở lưu vực sông áp lục trong 20 năm, mưa lớn ở Đan Đông vẫn tiếp tục. Hôm qua, phóng viên được biết từ trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia cho rằng bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, một trận lũ lớn đã xảy ra ở sông áp lục ở Liêu Ninh trong 20 năm, khiến 4 người mất tích và 127.000 người phải chuyển đi khẩn cấp. 44 thị trấn ở thành phố Đan Đông bị ảnh hưởng nghiêm trọng, điện và thông tin liên lạc ở nhiều thị trấn bị gián đoạn. Trong số đó, hơn 1.200 người ở thị trấn Husan, thị trấn Changdian và thị trấn Goluji ở quận Kudiang đã bị bao vây bởi lũ lụt. Mặc dù mực nước sông áp lục, con sông ranh giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên tiếp tục dâng cao nhưng không ảnh hưởng đến việc lưu thông đường bộ và đường sắt giữa Trung Quốc và Triều Tiên. Chịu ảnh hưởng của rãnh cao và rãnh áp thấp, ở phía đông Liêu Ninh đã có mưa to đến rất to. Trong số đó, ga Kudan Lagiju có lượng mưa tối đa là 574mm và thành phố Đan Đông có tối đa là 521mm. Lượng mưa khiến mực nước sông áp lục, con sông ranh giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên tiếp tục dâng cao. Trạm thủy văn Hoàng Khẩu, dòng chính của sông áp lục đạt đỉnh lũ lúc 6 giờ, vượt mức nước cảnh báo 2,82m, đứng thứ tư kể từ khi có số liệu đo được vào năm 1957. Trạm thủy văn Nishugu ở Aihe, một nhánh của sông Yalu, có đỉnh lũ vào lúc 1 giờ 30 phút, vượt quá mức nước cảnh báo 4,36m, đứng thứ ba kể từ khi có số liệu đo được vào năm 1956. Bị ảnh hưởng bởi dòng chính thượng nguồn và nước phụ lưu, mực nước của trạm Đan Đông đã tăng lên 7,18m vào lúc 8 giờ sáng, vượt quá mức nước cảnh báo 2,18m, đứng thứ 3 kể từ số liệu đo được vào năm 1934. Tốc độ dòng chảy là khoảng 25.000 mét khối mỗi giây, tức là khoảng 20 trận lũ lụt hàng năm. Phóng viên đã đến thành phố Đan Đông để phỏng vấn và thấy sông gần cầu sông áp lục đã tràn bờ kè. Trên cầu sông áp lục, phóng viên thấy nước sông đục ngầu, lẫn nhiều vật thể trôi nổi và hầu hết các trụ cầu đều chìm trong nước, cao hơn rất nhiều so với mực nước lũ hồi đầu tháng 7. Một bến tàu nhỏ của cục đường sắt trên bờ đã bị nước nhấn chìm và tòa nhà của cục kiểm dịch Đan Đông cũng bị nhấn chìm trong nước do bờ bị ngập trong nước nên lũ nối sông và mặt đất. Trước đây, công viên ven sông đông khách du lịch, hiện nay nước sâu khoảng 1 mét. Phóng viên đã đi thăm dọc sông và thấy rằng hầu hết các cửa đập ở thành phố Đan Đông đã bị phong tỏa. Cửa đập cao nhất gần 3 mét để ngăn lũ tràn vào thành phố. Tất cả các đơn vị dọc sông như văn phòng hoặc các cửa hàng kinh doanh đã ngừng hoạt động. Các tòa nhà chất thành đống trước cổng và những bao cát được vớt lên, các chiến sĩ đồn công an biên phòng đưa thuyền xung kích qua sông để chuyển đến những người dân chưa được sơ tán.
Phóng viên được biết từ đội bay cứu hộ Bắc Hải của Bộ Giao thông Vận tải, do mưa lớn liên tục và 80 người ở làng Đông Janji, thị trấn Kuluji, quận Quyền Đông, thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh đã bị lũ lụt bao vây. Đội bay cứu hộ Bắc Hải hiện được điều động cứu hộ và 29 người đã được giải cứu. Theo báo cáo, Văn phòng Quản lý Khẩn cấp của chính quyền tỉnh Liêu Ninh đã yêu cầu sự trợ giúp khẩn cấp từ Cục Cứu hộ và Cứu nạn của Bộ Giao thông Vận tải, nói rằng 80 người ở làng Đông Janji, thị trấn Kuluji, quận Khuôn Đan, thành phố Đan Đông đã bị bao vây bởi lũ lụt và yêu cầu cử trực thăng tham gia cứu nạn. Đội bay cứu hộ Bắc Hải đã nhanh chóng điều động trực thăng cứu hộ B-7312 đóng tại sân bay Đại Liên tham gia cứu nạn theo yêu cầu của Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Giao thông Vận tải. 8 giờ 36 phút, trực thăng cứu hộ B-7312 đã cất cánh từ sân bay Đại Liên và tiến hành cứu nạn. Do quãng đường xa, máy bay trực thăng đã phải hạ cánh và tiếp nhiên liệu tại sân bay Đan Đông vào lúc 10 giờ 3 phút đến 10 giờ 35 phút. Máy bay lại cất cánh tại sân bay Đan Đông sau khi tiếp nhiên liệu và lao đến khu vực có hàng loạt người bị mắc kẹt. Do ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, tuyến đường sắt Thẩm Dương - Đan Châu bị ngập nước nhiều nơi, ảnh hưởng đến việc chạy tàu. Để đảm bảo an toàn giao thông, Cục Đường sắt Thẩm Dương đã đình chỉ vận tải đường sắt Thẩm Dương - Đan Châu. Hiện chưa có báo cáo có người thương vong hay hành khách mắc kẹt. Sở Đường sắt đang làm mọi cách để tiêu thoát nước và thông tàu trở lại trong thời gian sớm nhất. Theo Văn phòng Quốc phòng thành phố Đan Đông, quận Quyền Đan và thành phố Phen Trang bị ảnh hưởng nặng nề nhất, liên lạc bị gián đoạn đang được khôi phục, nhưng tình hình thảm họa cụ thể vẫn đang được thống kê và chưa rõ thương vong. Do nước sông có độ đục cao, công ty cấp nước Đan Đông đã bắt đầu triển khai cấp nước Ba Đình. Lũ lụt vẫn chưa ảnh hưởng đến việc lưu thông đường bộ và đường sắt giữa Trung Quốc và Triều Tiên. Phóng viên nhận thấy giữa hai nước vẫn có hoạt động giao lưu vận tải bằng ô tô. Khi phóng viên phỏng vấn vào buổi chiều, bầu trời thành phố Đan Đông đã tan mây và mặt trời hứng nắng và trời mới bắt đầu một ngày sau cơn mưa. Tuy nhiên, dự báo của Cục Khí tượng cho thấy từ đêm nay đến ngày mai ở Đan Đông và các nơi khác vẫn có mưa lớn, tình hình phòng chống lũ lụt vẫn rất nghiêm trọng. Tin tức buổi sáng vào lúc 13 giờ ngày hôm qua, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Bộ Dân sự đã khẩn trương phát động cứu trợ khẩn cấp thiên tai 4 cấp quốc gia đối với lũ lụt nghiêm trọng ở tỉnh Liêu Ninh và cử một nhóm công tác đến khu vực thiên tai để kiểm tra tình hình thiên tai, chia buồn với những người bị ảnh hưởng và giúp hướng dẫn phát triển địa phương. Tính đến 16 giờ hôm nay, trận mưa bão nghiêm trọng và lũ lụt đã ảnh hưởng đến 457.000 người ở 17 quận, thành phố, ở huyện và ở 5 thành phố bao gồm Đan Đông, Fuxin, Jiuyu, Benxi và Hansan ở tỉnh Liêu Ninh, với 4 người mất tích và 127.000 người đã được chuyển đi và tái định cư khẩn cấp. 3.000 ngôi nhà bị sập và 5.000 ngôi nhà bị hư hại, gây thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 760 triệu nhân dân tệ. Nguyên nhân là do việc sửa chữa hồ chứa ở thượng nguồn khiến mực nước tăng cao. Và chiều qua, Wang Dianwu, một chuyên gia thủy văn kiêm giám đốc Cục Thủy văn tỉnh Liêu Ninh, đã được các phóng viên phỏng vấn về nguyên nhân của lũ lụt sông Áp Lục cho biết, do điều tiết dòng chảy dẫn đến mực nước ở các nhánh chính và phụ lưu của sông Áp Lục tăng mạnh, đặc biệt là áp lực kiểm soát lũ lụt ở khu vực hạ lưu đô thị Đan Đông. Wang Dianwu, người bận rộn trong phòng phân tích nước và các nhân viên khác từ trụ sở kiểm soát lũ lụt đã không ngủ trong 2 đêm, nói với các phóng viên rằng đợt mưa này xảy ra trong 3 ngày liên tục, có phạm vi bao phủ rộng, thời gian kéo dài, với đặc điểm cường độ mưa cục bộ cao, đặc biệt tại lưu vực sông Áp Lục ở Liêu Ninh, các địa phương đã hình thành tâm bão cực lớn với lượng mưa từ 200-400mm. Wang Dianwu nói rằng một lý do khác khiến tình hình kiểm soát lũ lụt trên sông Áp Lục cực kỳ nghiêm trọng và áp lực gia tăng lần này là hồ chứa Shunfeng ở thượng nguồn của nó đang được bảo trì và không thể đóng vai trò điều tiết dòng chảy trong thời gian đỉnh điểm. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.